Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 40 và 41 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 42. Thầy xem bài 42 và cũng như là clip này thầy sẽ hướng dẫn cho em một số bài ở phần bài tập bổ sung cho em nhé. Ta có fx cộng gx trừ hx. Như vậy ở đây fx các em thấy là 5 3 2 1. Ở đây người ta đã thu gọn và đã sắp xếp theo chiều giảm dần của biến rồi. Thì bây giờ game chỉ việc đặt theo cái vị trí này ba cái luôn game nha. Thầy sẽ làm ba cái cho em xem. Ở đây fx nè. Như vậy ở đây các em thấy là 5 mình xuống 3, như vậy số 4 x mũ 4 nó bị khuyết. Như vậy khi chúng ta sắp xếp á thì chúng ta phải chừa ra một khoảng trống ở đây. 4x mũ 3, còn khi nó liền á thì chúng ta chắc chắn phải gì? Phải viết liền này. Trừ 2x cộng 1 đó. Gx ở đây là gì? X mũ 5 ngay chỗ đây, 2x mũ 4 ở chỗ đây. Ngay chỗ đây bị khuyết mũ 3, chứng tỏ ngay đây là số 0. Như vậy đây là cộng x mũ 2 ha. Trừ 5x cộng cho 3. Được chưa nào? Hx. Như vậy ở đây 4 4 tầng 2, như vậy 53 trống. Như vậy đây là không, là không trống, trống này. Nên đây là x mũ 4 này. Ngay đây nghĩa là cộng x mũ 4 các em. Mũ 3 trống chưa chỗ đây luôn. Như vậy trừ ở đây 3x mũ 2 cộng 2x trừ 5. Như vậy ở đây là cộng này và đây là trừ. Đó. Chúng ta phải đặt nó đúng vị trí như thế. Ok, được chưa? Các em có thể làm cách 1 cũng được em. Nhưng mà ở đây thầy thích làm cách 2 hơn và chỉ em dễ hiểu hơn em ạ. Như vậy thì ở đây chúng ta có fx cộng gx và trừ cho hx. Như vậy nó bằng. Ở trên đây là cộng nha, xong xuống đây trừ. Như vậy x mũ 5 cộng x mũ 5 là 2x mũ 5. 2x mũ 5 mà trừ cho 0 thì ở đây nó sẽ ra được 2x mũ 5 này. Tiếp tục này, 0 cộng cho âm 2x mũ 4 thì nó cũng còn là được là âm 2x mũ 4. Âm 2x mũ 4 mà trừ cho x mũ 4, nghĩa là trừ 2 trừ 1 là trở thành là trừ 3x mũ 4. Các em hiểu không? Tiếp tục, âm 4x mũ 3 cộng cho 0 thì vẫn chính nó, và trừ cho 0 cũng chính nó, chứng tỏ chúng ta hạ âm 4x mũ 3 xuống. 1 cộng 1 là bằng 2. 2x mũ 2 trừ với trừ thành cộng, nghĩa là 2x mũ 2 này cộng với 3 thì trở thành là 5x mũ 2. Cái chỗ đây các em hiểu nè, thầy nói là này, 1 cộng 1 này, đây là cộng này, 1 cộng 1 là bằng 2x mũ 2. 2x mũ 2 trừ với trừ này, trừ trừ thành cộng, nghĩa là 2x mũ 2 cộng cho 3x mũ 2 trở thành là 5x mũ 2. Trừ 2 cộng cho trừ 5. Xin lỗi em do có điện thoại, thầy nói lại chỗ đây nhé. Âm 2 cộng âm 5 là bằng âm 7. Âm 7 mà trừ cho 2. Âm 7 mà trừ 2 thì trở thành là âm 9x, có đúng chưa? Chính xác chưa nào? 1 cộng 3. 1 cộng 3 là bằng 4. 4 trừ với trừ nè các em. Trừ với trừ thì được là cộng. Nhưng mà 4 cộng cho 5 thì bằng cộng 9 ở đây. Đó. Rất là dễ hiểu, có đúng chưa nào? Ok, em nhìn một xíu nữa, kết quả các em thấy rõ nè. Ở đây thầy sẽ làm cho các em ở cái bài 8.1 luôn đó. Thầy cũng ít khi làm bài tập bổ sung nhưng mà clip này nó quá ngắn ha nè. Tám chấm một em cho fx gx hx thu gọn và sắp xếp ra thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. Tính fx gx hx. Như vậy đây chúng ta có fx này, thầy làm nhanh một chút nha. Tại đây là cái bài gọi là khuyến mãi nên thầy sẽ làm tốc độ cao một chút. Ở đây các em thấy mũ 7 này điểm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 đúng chưa? Như vậy đây là trừ 6, trừ 6 với lại là cộng 3. Thầy có thể làm nó nhanh nhanh chứ chậm chút cho không các em là không hiểu một nhóm này.
x mũ 2 ở đây, x mũ 2 ở đây và x mũ 2 ở đây. Như vậy thì nó sẽ là x mũ 2 cộng x mũ 2 trừ 4 x mũ 2, được chưa? 2x mũ 3, x mũ 3 cộng đây là 2x mũ 3 này, với cộng x mũ 3 ở đây. Mũ 5 là trừ 7 x mũ 5 với cộng x mũ 5 ở đây, đúng không? Rồi trừ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đủ. Đủ đúng nè. Khi đủ rồi chúng ta khác tự tin để chúng ta bắt đầu thực hiện ha. Trừ 6 cộng 3 thì thành trừ 3 x mũ 7 này. 1 cộng 1 bằng 2, 2 trừ 4 là trở thành là trừ 2 x mũ 2 này. 2 cộng 1 đây là 3 x mũ 3 này. Trừ 7 cộng 1 là thành trừ 6 x mũ 5, trừ 9. Bây giờ chúng ta sắp xếp này. Nên là fx của chúng ta sẽ là gì? Mũ 7 ha. Giảm nhân biến làm lớn trước mũ 7 sẽ là gì? Âm 6x mũ 5 cộng 3x mũ 3 trừ 2x bình phương và trừ 9. Được chưa? Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm tới gx. Coi x mũ 5 thế nào, không đồng dạng ảnh nào thì chúng ta ghi ảnh lại này. Tôi chơi 2 x mũ 3 2 x mũ 3 cộng cho x mũ 3 một nhóm này, âm 5 x mũ 8, không đồng dạng ảnh nào thì ghi lại ở đây, âm 5 x mũ 8 ở đây, mũ 7 này, 1, 2 này, âm x mũ 7 với lại là trừ 5 x mũ 7, được chưa nào? Mũ 3 rồi, tới mũ 2 là cộng ở đây là 4 x mũ 2 trừ cho 4 x mũ 2, mũ 4, mũ 6 trừ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rồi, đủ, ok. Sau khi chúng ta tính đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thu gọn. 2 cộng 1 là 3 x mũ 3 trừ 5 x mũ 8 trừ 1 trừ 5 là trừ 6 x mũ 7, có được chưa nào? 2 này triệt tiêu nhau bằng 0, cộng x mũ 4 trừ x mũ 6 và trừ cho 12. Các em hiểu nào? Như vậy gx của chúng ta sẽ là, bây giờ chúng ta sắp xếp mũ 8 đứng đằng trước nè, tới mũ 7 đúng không? Trừ 6 x mũ 7 này, mũ 6 trừ x mũ 6 này, cộng x mũ 5 này, cộng x mũ 4 này, cộng 3 x mũ 3 này, mũ 2 thì triệt tiêu rồi, trừ 12, ok. Đó chính là gx tới hx, các em hiểu nào? Rồi hx của chúng ta ở đây, x mắc phải nhanh xíu nhá, x với x đây là 2x, phải làm nhanh luôn nha. 4x mũ 5 không đồng dạng thế nào thì các em ghi 4x mũ 5 lại. Mũ 6 trừ 5 x mũ 6 quay lại cộng x mũ 6 là trừ 5 cộng 1 là bằng trừ 4 x mũ 6. Trừ x mũ 7 với trừ 2 x mũ 7 là mấy? Các em là trừ 3, trừ 7 ở đây nữa là thành trừ 10 x mũ 7. Tới x mũ 3 các em, x mũ 3 không không có giống cái nào hết, như vậy thì ảnh là 4 x mũ 3 ở đây. Tới x mũ 2 thì 1 trừ 4, 1 trừ 4 thì trở thành là trừ 3 x mũ 2, mũ 6 rồi,
Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là hx chúng ta sẽ bằng âm 10x mũ 7 này trừ 4x mũ 6 đó nè cộng 4x mũ 5 cộng 4x mũ 3 trừ 3x mũ 2 và cộng cho 2x. Đó. Bây giờ người ta yêu cầu gì nữa? Tính fx cộng gx trừ hx. Câu B chúng ta là tính fx nè cộng gx và trừ cho hx. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt theo cột dọc nha. Bây giờ fx của chúng ta ở đây bằng này. Các em thấy mũ cao nhất ở đây là mũ 8. Như vậy thì các em thấy nè. 8 khuyết này, 6 khuyết này, 4 khuyết này, 1 khuyết. Như vậy khi chúng ta sắp xếp, các em thấy chưa nào? Ngay chỗ 8 thì chúng ta chừa trống ở đây. Như vậy thì ở đây sẽ là trừ 3 x mũ 7 này. Ngay chỗ 6 đây khuyết luôn. Như vậy thì nó sẽ là trừ 6 x mũ 5. 4 khuyết. Như vậy thì ở đây sẽ là cộng 3 x mũ 3 trừ 2 x mũ 2. 1 khuyết như vậy trừ 9 ở đây. Em hiểu không? Gx gx của chúng ta đây nè 8, 7, 6, 5, 4, 3. Như vậy nó liền luôn em. Âm 5 x mũ 8 ở đây. Nhìn nhớ bị loạn xạo em. Trừ x mũ 6 ở đây cộng x mũ 5 ở đây cộng x mũ 4 cộng 3 x mũ 3 đúng không? Mũ 3 rồi cái đây khuyết, đây khuyết, đây trừ 12 ở đây. Hx của chúng ta ở đây này, thấy chưa nào? Mũ 7 đây là trừ 10x mũ 7 này trừ 4x mũ 6 này cộng 4x mũ 5 4 là khuyết. Như vậy cộng 4x mũ 3 này này trừ 3x mũ 2 ở đây là cộng cho 2x. Như vậy đây là cộng này, ở đây trừ này. Thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây bằng này. Ở đây chúng ta đặt là biểu thức A đây. Như vậy A ở đây chúng ta bằng nha. Như vậy thì ở đây cộng lại, trừ đây thì đây hạ xuống bằng 5x mũ 8 này. Cộng lại ở đây là bằng âm 9 x mũ 7 trừ trừ thành cộng. Âm 9 cộng 10 thì còn lại là cộng x mũ 7 này. Không cộng đây bằng âm x mũ 6 trừ trừ đây thành cộng. Lấy 4 trừ 1 trở thành là cộng 3x mũ 6 này. Trừ 1 cộng cho thành loại trừ 6 cộng 1 là bằng trừ 5. Trừ 5 với trừ 4 thành trừ 9 x mũ 5 này. Đây hạ xuống là x mũ 4 nè. 3 cộng 3 bằng 6, 6 trừ cho 4 là bằng âm cộng cho cộng 2 x mũ 3 này. Trừ 2 mà trừ 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 đây thành cộng, nghĩa là 3 trừ 2 là còn là cộng x mũ 2 này. Đây không. Không ở đây là không. Nghĩa là ở đây sẽ là trừ 2x. Hay cộng lại là bằng âm 21. Rồi, ok. Rồi đây các em. Bài này cũng nghe cũng rối não đấy chứ không hay giỡn đâu nha. Nghĩa là dài các em. Rồi ok, được chưa nào? Clip này thì thầy hướng dẫn sơ qua bài 8.2 một xíu cho em nhé. Ở đây. Hai này chỉ tiêu nè. Để trừ trừ cộng là 3x mũ 2 này. 1. Đây câu C kia. Đây dấu trừ lần trước dấu ngoặc chúng ta bỏ dấu ra. Thì hai này trừ ra bằng 0 này. Trừ trừ đây thành cộng này. 2 cộng 1 đây là 3 này. 7x mũ 2 này. Trừ 1 với trừ 1 đây trừ 2.
nhìn biết câu C không nè. Clip sau thầy sẽ quay cho em bài số 9 em nhé. Ok, bye bye các em.